Ok, hello, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tutor Hoàng Văn Giang. Và mình là Giang. Trong video này Giang sẽ chia sẻ quy trình hướng dẫn cho em cách chúng ta giao dịch ở đồng Dog này, quy trình Hamster Combat trên Get.io Pre-Market Training Premium nha. Thì ở đây sẽ có các thông tin về sự kiện này. Đó, nâng cấp trước thị trường Get.io này, tức là Pre-Market này, Premium đã ra mắt này. Người dùng có thể là Premium Pre-Token và giao dịch để kiếm lợi nhuận sớm nha. Dự án đầu tiên đó chính là Dog này, Dog Premium này, hiện đang được triển khai này. Anh em có thể là min tại đây nha. Ok, đúc ngay này. Ở đây thì em sẽ cần là UST này, để chúng ta có thể là đúc đồng Dog nha. Giá hiện tại mới nhất này là 0.0051 này, rồi giá cao nhất này hay là giá bán thấp nhất nha. Rồi, ngoài ra em có thể là tìm hiểu thêm này về Get.io giao dịch Pre-Market đã được nâng cấp bổ sung chức năng Premium này, tính năng nổi bật của Premium nha, cũng như là quy tắc chức năng của Premium này, rồi tìm hiểu thêm này. Ok, kế tiếp là anh em có thể là Premium Hamster Combat này. Đó, giao dịch Pre-Token Hamster Combat sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng ngày 31 tháng 7 UTC, tức là 18 giờ 6 giờ tối theo giờ Việt Nam nha. Giao dịch tại đây này. Đó, anh em có thể là mua hoặc bán này đồng HMSTR nha. Mới list sàn ngày 31 tháng 7 này. Giá hiện tại đang là 0.2475 ha. Rồi sẽ có chi tiết này. Video ra mắt giao dịch Pre-Market Pre-Token dự án Hamster Combat HMSTR này. Đó, tham gia ngay này. Ở đây em có thể là Premium, tức là đúc nha. Đó, chúng ta có thể là sử dụng UST này để đúc này. Sẽ có lưu ý này, rồi giới thiệu về dự án này, hay là tính năng nổi bật này của Premium nha. Rồi quy tắc chức năng này, như vừa lại Giang đã chia sẻ rồi. Ok, tương tự như thế là dự án Dog này. Đó, sẽ bắt đầu lúc 13 giờ chiều, tức là 8 giờ tối theo giờ Việt Nam ngày 30 tháng 7 nha. Anh em có thể là giao dịch tại đây này. Giá hiện tại của Dog đang là 0.0055 này. Mới list sàn ngày 30 tháng 7 này. Chi tiết này. Tương tự như vừa lại nha, lưu ý này, hay là giới thiệu về dự án này. Tính năng nổi bật này. Quy tắc chức năng này. Ok. Ngoài ra bên dưới thì sẽ có thêm các thông tin khác này, như là tính năng Premium đã được hoạt động này. Rồi. Giao dịch trước thị trường này. Thì đây sẽ có những đồng coin mà chưa được list lên sàn, anh em có thể là giao dịch trước nha, mua bán trước với những người khác đấy. Hướng dẫn và câu hỏi thường gặp về Premium này. Premium là gì này, hay là Pre-Token là gì này, quy nhà khi nào thì mục nhập Premium mở ấy. Ok, như vậy là Giang đã hướng dẫn cho em cách chúng ta giao dịch ở đồng Dog này, hay là HMSTR của dự án Hamster Combat trên Get.io Pre-Market trên Premium này. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang để Giang có thể là hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho em nha. Ngoài ra nếu em nào là người mới bắt đầu ấy mà chưa biết cách kiếm tiền cũng như là chưa biết cách sử dụng sàn Get.io này,
thì Giang cũng sẽ để đường link sau đây video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z, từ cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản cho đến là cách nạp rút tiền hay là cách chơi giao dịch ở trên sàn get.io này, ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Và cuối cùng ấy, nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.